cái đặc trưng của nhà sàn là người ta thiết kế nhà là lợn nấu bên trong này, mục đích là để phơi những cái đồ nông sản của mình để khô ấy. Có những cái thời điểm mà mình thu hoạch nông sản ngô khoai sắn có nó bị ẩm ướt vào mùa mưa ấy thì người ta cho lên sàn nhá, thì là đun bếp ở dưới sẽ mục đích là để khói lên đấy, nó giúp làm khô nông sản mà nông sản của người dân đấy. Đấy cũng là một cái lý do chính đấy. Bạn Trà My nhà gần đây không? Cách xa ha, xa một chút, nhưng mà đây là chị thôi. Đây là chị thôi, nhưng mà bác Bùi Hồ đang có mặt tại bến xe khách Mỹ Đình. Thì hôm nay thì đến đây vào khoảng 9 giờ tối hơn, thì Bùi Hồ sẽ đi đến tỉnh Cao Bằng để thực hiện một cái chuỗi video rất là hấp dẫn. Cô bác quý anh chị cùng đón xem nha. Đây là cái chiếc xe thì Bùi Hồ sẽ về Cao Bằng ha. Thì đây cũng tầm khoảng hơn 9 giờ thì lên đây thì sẽ có tài xế sắp ghế. Cô bác quý chị, thì giờ này là khoảng giờ này là gần 1 giờ khuya và Bùi Hồ đang ở trạm dừng chân của bến xe, và chính xác là ở tỉnh Bắc Cạn. Sau giờ trạm dừng chân này thì Bùi Hồ sẽ lên đến Cao Bằng. Khoảng còn tầm chục cây số nữa thì sẽ đến đầu cầu sông Hiến và nơi của anh bạn mình sẽ đón mình ở đó. Thì đây là cái chiếc xe khá là đặc biệt, cái màn đây khá là dày, màn này đắp ấm luôn. Ở dưới này mọi người ngủ như thế này. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cao Bằng và phường ở đây là phường sông Hiến. Thì đến thời điểm này là xe đến đây là 4 giờ 15 sáng, thì không khí cũng khá là vắng ở trên cái vùng đồi núi như thế này. Thì đang đợi bạn của Bùi Hồ đến, đó là anh Thành, sẽ đến đưa mình đi đến một cái nơi ở nhà anh, sau đó sẽ nghỉ ngơi rồi mấy anh em sẽ cùng nhau có một cái chuyến hành trình nha. Thì thời điểm này là 5 giờ 30 sáng tại một cái vùng cao, đó là tỉnh Cao Bằng. Thì sau lưng của bác quý anh chị đó là nhà của anh Thành. Anh Thành cũng là một YouTuber, là một giáo viên dạy tin học. Thì hôm nay thì cái hành trình Bùi Hồ đi sẽ được do anh Thành hướng dẫn để mà cùng khám phá tỉnh Cao Bằng ở ngay tại cái mảnh đất này nha cô bác quý anh chị. Sáng nay cũng đến đây cũng khá là sớm, thì khoảng tầm 4 giờ rưỡi thì anh Thành cứ bảo là qua một cái quả đồi đó thì sẽ đến được nhà anh Thành. Thì còn cái đoạn đường chạy khá là gồ ghề, vô đây cũng khá là sâu á, thì gặp được những cái bản làng thấp như thế này cũng khá là, cũng rất là thú vị đó. Đường đây là đường vào bản, khá là vất vả khi mà vượt lên một cái quả đồi thì lại đến cái đầu làng nơi mà anh Thành sinh sống, và nhìn thấy những cái ngôi nhà nằm trước treo leo, những cái nằm ở lọt thỏm giữa những cái quả núi như thế này nhìn khá là thú vị. Đấy anh, con đường này thì nãy gặp một người thiếu nữ chở một đứa em bé. Ở đây là trên trên núi rồi đó. Làng văn hóa xóm Lũng Gì. Ôi. Đa số thì các tên thì được đặt ở đây được theo tiếng của người Tày hoặc là người Nùng được phiên âm Việt hóa ra, nên thành nữ ra là cái tên mình đọc cũng không có hiểu được nữa. Và đây là cổng trước vào ngôi làng. Thì xung quanh ngôi làng thì ở đây rất là nhiều hộ tập trung sống. Vì sống theo bản làng như thế này thì cái công việc mà hỗ trợ với nhau trong cộng đồng nó sẽ khá tốt hơn cho khi mà mình sống đơn lẻ. Ở miền Tây của mình thì sống theo men theo những cái con sông để có nước sinh hoạt. Nhưng ở đây họ khoảng tầm 5 đến 10 người. Thì 5 đến 10 hộ gia đình thì họ gom vô thành một làng và sống hỗ trợ với nhau rất là tốt luôn. Điều đặc biệt cô bác quý anh chị thấy ở đây tất cả đều lợp nhà lợp bằng ngói âm dương,
một loại ngói mà ở miền Tây của mình thì khá là hiếm gặp. Cái này là gì anh Thành nhỉ? Cái này là gì anh nhỉ? À, ở đây được gọi là xóm ngói. À, vì xóm ngói nên họ chất khá là nhiều củi. À, những cái cây gỗ mà lấy từ trên gần xuống để mà đun thành ngói. Và đây là những cái vừa đá. Anh chị sau một qua một cái xóm lũng ghì thì đến nhà, đây là nhà của anh Thành, ngôi nhà anh đang sinh sống và vẫn nét đặc trưng của anh. Đó là ngôi nhà anh, đó là lợp ngói âm dương. Và trước cửa nhà thì phải có một cái sàn như thế này để họ có thể phơi ngô nè, lột ngô trên đó nè. Bây giờ bước lên nhà nhé. À, anh chào em nhé. À, nhà anh nói tối mà vẫn khá sáng mà. Đây là cháu gái của anh à? Bắt một cái đèn, cháu của anh. À, thắp một cái đèn ở đây để tí làm ấy, đèn đón ăn ấy, sáng hơn. Ở đây là em thấy ở đây là cái miếng này gọi là miếng thảm anh à, để mình dọn ăn uống ở đây. Ờ, anh thì gọi là gì? Ờ, anh từ cái bên tấm lạc. Không ai thể. Tấm lạc. Ờ. Ở trên đây là mình để đựng đồ anh ha. Ngô khoai sắn. Em bước lên cầu thang này được không? Được. À, mà em không có tháo dậy. Tháo dậy ạ. Đầu dưới cho thoải thoải. À, cho nó nằm xuống đó, đúng không? Thì em bước cầu, biết cầu thang này mà. À, ôi ở đây nhiều ngô vậy. À, bây giờ còn ít đấy, chưa đến mùa thu, ngô có khá nhiều mà. Ồ anh, rồi mình có bước lên trên đó được không? Được. Trên miếng này nè. Hả? Miếng được, này nè. Được, chắc chắn mà. Ồ em thấy nó yếu vậy. Đầu dính bằng nhện thôi, nhiều bằng nhện lắm. Ôi. À, em nhá. À, cái gì nhỉ? Bây giờ đang trang điểm này gọi là... Em năm nay bao nhiêu tuổi nhá? Dạ, em 18 ạ. Ồ, em mới vừa học hết 12. Vâng ạ. À, đây là cái kiềng mà em vẫn thường hay thấy. Đó là khi mà đun nấu gì ở trong nhà hết. Lý do tại sao anh nhỉ? Ở trên nhà sàn người dân tộc ở trên Cao Bằng tất cả đều dùng kiềng hết. À, họ dùng cái này toàn dùng kiềng hết. Dạ. Ở khu trong em họ không dùng kiềng phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà ý em hỏi là tại sao mình lại nấu ở trong nhà? Cái đặc trưng của nhà sàn là người ta thiết kế nhà là nấu bên trong này, mục đích là để phơi những cái đồ nông sản của mình để khô ấy. Có những cái thời điểm mà mình thu hoạch nông sản ngô khoai sắn có nó bị ẩm ướt vào mùa mưa ấy thì người ta cho lên sàn nhá. Thì là đun bếp ở dưới sẽ mục đích là để khói lên đấy. À, nó giúp làm khô nông sản mà, nông sản của người dân đấy. Đấy cũng là một cái lý do chính đấy. À, còn thêm một cái lý do là có thể là ở Cao Bằng mình thì vào mùa đông nó khá lạnh. Là nó là một cái bếp để mà mình có thể mình quay quần bên nhau. Bên nhau để mình hơ lửa, hơ nóng. Đúng rồi, chính xác đấy. À. Đó là một trong nguyên nhân chính. Và nó được đặt khá là trang trọng ở giữa nhà anh ha. Đúng rồi. À, anh đang đun gì vậy? Đứa cháu đun mướp hay sao ấy, bí xanh. À, thường thì mình sẽ mình sẽ đem nó xuống bằng cách nào? À, từ từ chưa chín, đợi một lúc nữa. Ừ. À, dưới này là gì đây anh? À, cơm thì phải, cho cháu. Có nồi cơm điện nhưng anh muốn nấu cơm gang ấy. À, nồi này là nồi gang ha. Em thôi em dùng này em nhắc xuống bằng được vậy. Nè, có cái chỗ bắp nè. Em xem thử nha. À, này là bí luộc. À, mặc dù ở đây thì nhà của anh có bếp ga và nồi cơm điện, nhưng mà để thấy một cái nét đặc trưng ở đây thì anh vẫn săn giữ vẫn đó là cái kiềng, đun bằng kiềng ở ngay giữa nhà. Thì nhà ngói âm dương và lợp bằng hai mái nên khá là thấp. Vào mùa nóng này nó buổi tối nó mát không anh hả? Mát mà. Dạ. Không hề lạnh luôn. À không hề nóng luôn, rất là mát luôn. Dạ.
Mùa đông thì đặc điểm nhà của anh Thanh là nhà của người Nùng thì là bằng hai mái và ngói thì lợp ngói âm dương, và ở trong nhà thì có một cái bếp đun và đũng bằng kiềng để giống như anh nói. Trước sân đây thì anh thu hoạch ngô bắp để chăn nuôi lợn nè, rồi bò nè. Chú chào con. Con ơi, chú chào con. Chào con nha. À, con bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. Nhiêu tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 3. Con học lớp 3, 5 tuổi học lớp 3 rồi. Yến học con... lớp cùng Nghi. Bạn Yến học lớp cùng Nghi. À, Nghi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi. Ba mẹ Nghi đâu? Bố mẹ Nghi đâu? Ở trong... Còn bạn này bạn gì? Bạn Trà My. Ồ, bạn Trà My. Bạn Trà My nhà gần đây không? Cách xa ha, xa một chút. Nhưng mà đây là chị thôi. À, đây là chị thôi. Nhưng mà vẫn lại nhà chị chơi được mà đúng không? Ừ. Rồi ba mẹ Trà My đâu? Ba mẹ bạn Trà My đâu? Ở nhà. Ở nhà, ba mẹ bạn Trà My làm gì? Làm việc. Ồ, làm việc. Hôm nay bạn Trà My lại nhà của bạn mình chơi. Không phải. Chứ đây, sao? Đây là các em. Các em học lớp 3 tuổi. Còn chị My là học lớp 5 tuổi. rất ngoan. Chị My thì học lớp 5 tuổi, còn các em thì học lớp 3 tuổi. Chị My học cô gì nhờ? Cô Kiều, cô Tiên. À, cô, trường gần đây không? Trường xa. Xa là bao xa? À, đi học thì tự đi hay là ba mẹ phải đưa đi? Ba mẹ đưa y. À, ba mẹ đưa chị Trà My đi. Các bạn học lớp 3 tuổi thì ba mẹ sao? Ba mẹ đưa đi hay là tự đi? Đưa y. Đưa đi hết. Học từ sáng đến chiều hay là sao? Học ngủ ở lớp, ăn ở lớp thôi. Ồ, ngủ ở lớp, ăn ở lớp thôi. Ngoan quá. À, chị Trà My rồi bên đây là ai? Niên Nghi. Bạn em này? Lương Bích Yến. Lương Bích Yến. Lương Bích Yến. À, Lương Bích Yến, đúng không? À, Trà My thì chị Trà My thì học lớp 5 tuổi. Còn em Nghi với lại Lương Bích Yến là học lớp 3 tuổi và tất cả đều phải đi học đúng không? Tại sao hôm nay không đi học nữa ta? Bởi vì được nghỉ. À, được nghỉ bao lâu? Không biết. Nghỉ con có vui không? Nghỉ ở nhà này thì con sẽ làm gì nè? Chơi. Ồ, chơi. Khi nào con được lên lớp 1? Chơi lúc đi học thì lên lớp 1 luôn. Ồ. Ba mẹ của Nghi làm gì nè? À, ba mẹ Nghi làm gì? Đi chợ. Đi chợ. Đồ ăn. Ồ, làm đồ ăn. Ba mẹ có Lương Bích Yến nè. Ba mẹ con làm gì? Ba mẹ con đi chợ chị. Chị đã chào để mua bánh kẹo. Sao? Em nói sao vậy chị Trà My? Không phải. Em mẹ đi chợ. Ngày trưa mẹ chị đi rau củ quả. Mua rau củ quả để mua về để nấu cơm thôi. Kêu các bạn, kêu các em lại đấy. Anh Bùi Hồ tặng tiền nè. Con xin chú. Con xin chú. Con kêu các em lại đi. Nghe ơi. Đến đây. Tất cả tập trung lại đây nào. Rồi, bạn Nghi đâu? Rồi sao con nói sao với chú nè? Nè, chú. Nói sao dạy cho các em nói thôi. Xin chú. Con xin chú. À, con xin chú. Chú tặng con nhé. Rồi, bye bye. Chào tất cả mọi người đi.